Mặc dù đã có quy định cấm một số hoạt chất gây paraben có khả năng gây ung thư có trong mỹ phẩm từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, nhưng mà cho tới thời điểm này thì trên thị trường vẫn tràn ngập các sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất cấm. Doanh nghiệp chưa có động thái nào để thay đổi sản phẩm theo quy định, còn chủ các cửa hàng mỹ phẩm cũng chưa nhận được bất kỳ thông báo nào. Chỉ còn một tháng nữa là đến hạn ngừng lưu hành hoàn toàn đối với các sản phẩm chứa paraben, riêng chất MCT cộng MIT đã là hạn chót, nhưng trên thị trường vẫn tràn ngập các sản phẩm chứa hai chất bảo quản này. Khảo sát một số cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm ở Hà Nội, nhiều sản phẩm như kem dưỡng da, dầu gội, nước rửa tay, sữa rửa mặt, sữa tắm, khăn giấy ướt có sử dụng paraben hoặc hoạt chất kia khá phổ biến. Trước đó thì Cục Quản lý Dược có văn bản khẩn cấp gửi cho các sở y tế thông báo về việc ngưng sử dụng 5 loại chất dẫn paraben trong hóa mỹ phẩm, đồng thời quy định nồng độ hỗn hợp methylmethoxyethylene cho phép theo lộ trình của cộng đồng châu Âu và ASEAN. Các nước khác trên thế giới, họ đã có lộ trình cấm các hoạt chất gây paraben trong mỹ phẩm từ nhiều năm trước đây. Paraben là một nhóm hợp chất hóa học được sử dụng làm chất bảo quản chống vi khuẩn trong thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm. Và tại Việt Nam, hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu sản phẩm chứa các chất này.